Hello, xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong video tiếp theo này nha. Thì hôm nay Tâm có làm mấy cái lò đó mọi người. Thì sẵn đây Tâm quay lại cho mọi người xem là mình muốn minh họa cho mọi người xem là cái vấn đề mình phân cực đúng cho lò, nghĩa là chúng ta phân cực đúng cộng trừ cho lò thì nó sẽ như thế nào ha. Và nếu mà chúng ta phân cực sai thì nó như thế nào. Thì có những cái video lần trước thì Tâm cũng đã làm về cái cách mà chúng ta xác định được cái phân cực âm dương của cái lo. Thì hôm nay sẵn có dịp thì Tâm mở những cái lo chép này ra thì Tâm sẽ quay lại cho mọi người xem. Thì tại vì những cái lo chép này chúng ta mở ra rồi á thì chúng ta sẽ quan sát nó dễ dàng hơn nha mọi người. Nó dễ dàng hơn là những cái lo bát lần trước. Thì trong cái video lần trước cái Tâm làm là Tâm làm minh họa cho mọi người về cái lo bát ha. Thì lần này Tâm làm những cái lo chép nè, thì sẵn đang mở ở đây thì Tâm sẽ quay lại và Tâm chia sẻ cho mọi người xem là chúng ta phân cực đúng cho nó thì nó sẽ như thế nào, và khi mà chúng ta phân cực sai âm dương cho cái lo thì nó sẽ như thế nào nha. Mời mọi người theo dõi video nha. Đây là mọi người, đây là những cái lo chép mà Tâm đã mở ra rồi ha. Tâm đã mở nó ra rồi nè. Thì cái này cái con cái màng con nè, trong này nè. Thì Tâm đã gắn vô đây một cái nè, đèn cái nữa nè ha. Thì cái màng của nó là như thế này ha mọi người, cái vòng ở trong. Thì hiện tại thì hai cái chép này nó đã bị đứt cái vòng dây này rồi, thì Tâm sẽ thay hai cái vòng này vô, hai vòng khác này vô ha. Thì cái này là cái cũ nè, cái này là cái mới mình thay vô mọi người ha. Đây là cái chụp trên của nó nè. Thì trong cái video này là Tâm không có chia sẻ về cái cách mà chúng ta làm lo như thế nào, mà như đầu video Tâm có nói là Tâm sẽ sẵn có những cái lo chép mà đang mở ra như thế này á, thì Tâm sẽ minh họa cho mọi người xem là khi mà chúng ta phân cực đúng cho nó thì nó sẽ như thế nào, và khi chúng ta phân cực sai thì nó như thế nào ha. Thì như mọi người đã biết á, thì một cái lo nó có phân cực âm dương, nghĩa là cộng trừ của lo ha mọi người. Đây là hai cái dây nè, là hai cái dây đồng. Chúng ta một chút xíu nữa chúng ta sẽ hàn ra hai cái câu lo này á, là chúng ta sẽ hàn ra hai cái câu lo. Thực tế là chúng ta sẽ làm như thế này mọi người. Đây, khi cái dòng con này chúng ta gắn vào đây đó, chúng ta gắn vào đây, ở trong này nó là dây đồng nè mọi người, hai dây đồng ha. Thì khi chúng ta gắn vào đây á thì nó sẽ đưa hai cái dây ra hai bên nè ha, hai dây ra hai bên. Thì hai dây này là sẽ nó sẽ có âm dương nha mọi người ha. Là hai dây này nè, hai dây này chúng ta sẽ hàn vô hai cái chấu đó. Thì có những loại lo thì nó sẽ cái gâu nó sẽ đi xuôi như thế này ha, nó sẽ đi xuôi ra như thế này. Còn có những cái loại lo thì hai cái gâu nó đi ngang hai bên như chúng ta vừa thấy đây. Thì cái chuyện đó không quan trọng mọi người, chúng ta kéo qua hai bên thì chúng ta hàng thôi không sao hết ha. Thì bây giờ như thế này, sẵn gì cái lo đang mở như thế này nè, thì Tâm sẽ minh họa cho mọi người xem nó sẽ dễ nhìn hơn. Đây cũng là cái cách mà để chúng ta xác định được đâu là dây dương và dây âm của cái con này luôn mọi người ha. Cái con Tâm để đây nè. Thì theo như lý thuyết thì lần trước Tâm cũng đã chia sẻ trước một cái video trước là khi mà chúng ta phân cực đúng cộng trừ á ha. Ví dụ như giờ mọi người phân cực đúng cộng vô dây cộng trừ vô trừ thì cái màng lo lần trước là Tâm làm trong cái màng lo bát đó mọi người, lo bát ba tấc. Thì cái này là cái màng con chép thôi, tại vì bây giờ là mình gỡ ra như thế này rồi mình sẽ dễ quan sát cái sự chuyển động của nó hơn ha. Thì sẵn đây Tâm sẽ quay lại cho mọi người xem. Thì bây giờ mình khi mà chúng ta phân cực đúng cộng trừ thì sẽ xem cái màng lo khi mà chúng ta không có gắn vào đây thì nó sẽ như thế nào ha. Thì còn khi chúng ta phân cực sai, nghĩa là ngược nhau thì nó sẽ như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái đồng hồ VOM nè ha. VOM mình sẽ vẽ thang đo về nhân một ha. Thì đối với cái đồng hồ VOM này thì cái khi mà chúng ta bẻ về nhân một là nó đấu với nguồn pin ở trong cái đồng hồ này mọi người. Thì khi đó cái dây đen này là nó ăn với cái đầu dương của cục pin ha. Còn dây đỏ này nó ăn với cái đầu âm của cục pin. Bây giờ chúng ta sẽ thử vô đây xem như thế nào ha. Bây giờ mọi người quan sát nè, đây là hai cái dây, hai cái que đen đỏ nè. Thì bây giờ Tâm không có biết là cái chiều của hai cái dây này là
bên nào cộng bên nào trừ ha. Bây giờ mình cứ chấm ngẫu nhiên vô mình xem như thế nào ha. Thì cái này là đầu đen này á, là dương của nguồn nè, còn đỏ này là âm của nguồn ha. Bây giờ mình chấm vô nè. Ở mọi người thấy nó nhảy lên không? Mọi người quan sát sát cái con này, mọi người nhìn nó nhảy lên nè, nó sẽ nhảy, nó nảy lên trên. Mọi người thấy nó nảy lên đó, đó nó nảy văng ra ngoài luôn, mọi người thấy không? Nó nảy văng ra ngoài luôn. Thì điều này nó chứng tỏ là khi mà chúng ta nối cái hai cái que đỏ đen vô trong á, thì rõ ràng là chúng ta nối như thế này là chúng ta đã phân cực đúng cho nó, phân cực đúng âm dương cho nó ha mọi người. Tức là nó nảy lên, khi mà chúng ta phân cực đúng nó sẽ nảy lên, nó sẽ nảy tại vì nó đánh cái màn lo ra ngoài, chúng ta phân cực đúng cộng trừ ha, nó sẽ nảy lên. Đó, nảy lên mọi người. Đó, nó nảy lên. Khi mà chúng ta phân cực đúng, đây là âm nè, đây là dương nè, chúng ta phân cực đúng thì nó sẽ đánh cái màn lo gian lên, cho nên là nó nảy cái màn con này lên trên. Lý do là chúng ta chưa có dán nó vào trong đây, chưa có dán nó vào trong đây, cho nên là nó bị 500 đánh nó dăng ngược lên trên ha mọi người. Bây giờ mình bỏ vô trong, mình sẽ đảo lại, đảo lại bên đây trừ bên đây cộng nè, đổ qua đây đen qua bên kia thì mình sẽ coi như thế nào ha. Chắc chắn là nó sẽ ngược lại thôi. Thì bây giờ Tâm đảo lại nè đó mọi người, đó mọi người nghe nó cột gẹt không? Đó mọi người, mỗi lần mình chấm thì nó sẽ nghe cột gẹt ha. Đó, cột gẹt, tức là nó kêu cột gẹt nè, mình hút vô trong, hút vô trong đó mọi người. Đó, nó tiếng chúng ta là nó hút vô trong, nó không văng ra ha. Thì bây giờ mình làm lại nó văng ra ngoài nè. Đó, thì sẵn cái clip này thì Tâm sẽ minh họa cụ thể nó như thế nào luôn cho mọi người xem, phân cực đúng âm dương nó như thế nào và phân cực sai nó như thế nào ha. Bây giờ mình thử tiếp cái lo này nữa nè, cái lo này nó tương tự như thế nào ha. Rồi bây giờ mọi người quan sát tiếp cái lo này nè, coi như cái chiều này nó có giống như cái chiều bên kia không ha. Nó là dâng lên đó mọi người, nó là dâng lên luôn á ha, nó dâng lên trên luôn nè, là chứng tỏ là cái này người ta quấn rõ ràng là người ta quấn đúng một chiều. Thì cái con này người ta, con chợ người ta quấn sẵn thôi, nhưng mà rõ ràng là các bạn nhìn quan sát cái video Tâm làm thì cái cộng nãy lúc nào nó cũng ở đây hết nè ha, cái cộng bên đây chứ đây người ta quấn đúng cộng trừ cho mình nha. Đó, dâng ra ngoài luôn, tại vì đúng là cái màn lo nó sẽ nhảy lên trên ha, còn nếu mà sai thì nó hút vào trong. Cái này làm lại nè, đó mọi người nghe nó kêu gồ gạt là nó hết vô trong đúng không. Thì Tâm cũng xin kết thúc cái video minh họa cái vấn đề phân cực cộng trừ ở đây ha. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình theo dõi video của Tâm Tử nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video gần đây và tiếp theo của Tâm Tử nha. Bye bye mọi người. Any ideas?